Thì thưa các anh chị, thực sự cái màn này là cái màn song tấu từ đầu đến giờ chúng tôi thấy là chủ đề là mưa và mẹ, mà chưa thấy mẹ đâu. Cho nên tôi với một người bạn của tôi ra đằng sau, chúng tôi đang đã tập một bài để nhớ về những người mẹ của chúng mình. Chúng tôi mời anh Vũ Quốc Phong. Và kính thưa tất cả các anh chị, ngày hôm nay theo đúng cái chủ đề mà ban tổ chức đưa ra, chúng tôi có một màn để thay đổi không khí. Tựa đề cái vấn đề là cái bài văn tê sống lễ mẹ ghẻ. Như chúng ta đâu biết, tuần trước chúng ta có ngày lễ mẹ Mother Day, và ngày hôm nay chúng tôi có bài văn tê sống đặc biệt. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Hôm chủ nhật vừa qua chúng ta có một ngày lễ của các bà mẹ. Xin một lần nữa chúc các bà mẹ một năm tràn đầy thương yêu của các con, nhất là các cháu. Nếu bà không phải là vá dù, tức là đóng vai vú già trông cháu trong tuổi già, thay vì được hưởng nhàn trong lúc thật mặt trời đang xế bóng, ngày lễ đầy tình thương này dành cho các bà mẹ, dù có những tên gọi khác nhau như mẹ ruột hay mẹ đẻ, mẹ nuôi, mẹ đỡ đầu, đều được tuyên dương công trạng một cách xứng đáng. Chỉ có một loại mẹ thường không được cảm ơn và còn hay bị ghét, bị lừa, bị quýt, là các bà mẹ ghẻ, vì mấy bà sau thường trẻ hơn và đẹp hơn bà trước. Theo Google thì một tuần sau ngày lễ mẹ ruột thì là ngày lễ mẹ ghẻ, tức là chủ nhật sắp tới. Cho nên anh em chúng tôi, Lê Tuấn và Vũ Quốc Phong, sẽ làm một chuyện ít người làm, đó là tuyên dương các bà mẹ ghẻ. Trong dân gian chúng ta có câu, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng. Nhưng trong văn học dân gian Việt Nam, chúng ta có một thể văn gọi là văn tế sống. Theo học giả Dương Quảng Hàm thì trong Việt Nam văn học xứ, văn tế sống là một bài văn đọc để kể lại tất cả những tính nết công đức của một người nào đó và bày tỏ lòng kính trọng cảm ơn về những người đó lúc người đó hãy còn sống. Thi sĩ Trần Thế Sương chơi bời phóng túng, chỉ thích làm thơ, không chịu đi làm. Bà Tú giận, dọa tự tử. Nhà thơ làm bài văn tế sống, năn nỉ vợ đừng tự tử, cứ tiếp tục sống để còn nuôi ông chồng, dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm. Anh em chúng tôi cũng có một bài gọi là văn tế sống để ca tụng các bà mẹ ghẻ còng lưng nuôi chồng, nuôi con chồng mà chẳng được tiếng khen. Về nhà chồng vác cái gông vào cổ, mấy đứa con chồng trông muốn thổ huyết ứa gan. Lỡ lấy rồi như cá mắc phải câu, như bò vắt hết sữa, như trâu vắt ra đồng. Tưởng rằng chỉ lấy một chồng, hóa ra thành bốn, nghiến răng chịu đòn. Thường thì là buy one get one free, đằng này buy one get three free. Hai thằng con trai cứng đầu như quỷ, trốn học đi hoang ma túy cần xa,
giống hệt như bố là đứa con thứ ba, cơm nguội chịu không ăn, chỉ mê ăn phở. Hôn như gấu, bảo chẳng nghe lời, nói là cãi, xưng tôi với bà. Phá làng phá xóm, trời đánh thánh đâm, con gái hoang tàn, con trai du đãng. Bố thì chiều vì thương chúng nó, phận bố nghèo, vợ cũ thì ham. Danh vọng cao, muốn làm bà bác sĩ, bỏ chồng đi, chẳng nghĩ đến con.